Chào các bạn, em Mì xin mến chào các bạn nha. Hôm nay em Mì sơn cái màu orange xong cho cô khách rồi. Bây giờ em Mì sẽ vẽ hai cái mẫu màu đen bốn ngón tay cho cô khách này. Rồi, em Mì vẽ bằng màu thường nha các bạn. Mình gạch lai nói xuống rồi dưới đây là mình gạch lên để móng lên đây. Mình vẽ những cái mẫu nó rất là simple, rất là dễ luôn các bạn, dễ làm cho mình mà nó cũng dễ thương elegant đó. Rồi bây giờ cái bước kế tiếp là mình sẽ sử dụng kim tuyến nha. Rồi bây giờ mình dùng kim tuyến bên đây. Rồi cái bước thứ hai nữa, để mình sẽ dùng màu đen và mình gạch thêm đôi dài cho nó khích lên chút nha. Nó cần những cái khoảng trống, em muốn lắp những cái khoảng trống đây. Rồi muốn lắp những cái khoảng trống đây nè các bạn. Rồi bây giờ em sẽ dùng cái màu đen này, em sẽ lấy một cái đầu cỏ nha, em lựa cái đầu nào nhỏ nè, em chấm màu đen nha các bạn. Rồi dạ bên đây em sẽ chấm màu đen nha. Rồi rất là đơn giản, em đã xong hai ngón là các bạn thấy ấp và xịt bên lên bên xuống, hai bên đối chiếu nhau. Rồi bây giờ em sẽ qua bên đây bây giờ em cũng sẽ làm đối chiếu với nhau nè. Rồi em làm nửa móng bên đây kéo xuống nha các bạn thấy rất là dễ, cái mẫu này rất là dễ làm luôn. Mình chỉ kéo những cái đường thẳng xuống thôi. Rồi ở bên đây mình sẽ kéo cái đường thẳng lên, nửa móng này mình kéo lên đây nửa móng trước ha. Rồi sau đó mình sẽ kéo những cái đường tia tia lên, mình sẽ kéo đường thấp, đường ngắn, đường dài không cần phải đều nha các bạn. Rồi sau đó em sẽ kéo kim tuyến nha, kéo từ trên đây đi xuống nè. Rồi kim tuyến từ đó. Bạn thấy kim tuyến là nó nằm chỗ cái khoảng trống của cái màu cam. Rồi bây giờ em cũng sẽ đi chấm đen nha, chấm đen em đi từ trên em đi xuống nè. Bạn chấm cho đều tay từ hộp bự tới hộp nhỏ nó mới đẹp nha. Rồi ở đây mình chấm dưới chấm lên. Các bạn thấy mình đặt ra. Rồi giờ là mình đã xong rồi đó các bạn. Mình để bốn ngón tay thấp vô, nó là được bốn cái ngón tay vẽ. Các bạn thấy không, em mình vẽ ngón nào nó cũng đối xứng hết. Ngón này nó đối xứng với ngón này, và ngón này thì nó cũng đối xứng với ngón này. Em mình không có vẽ một chiều ha. Bây giờ em mình sẽ cho hơn cái bàn tay bên đây. Và cái bàn tay bên đây em mình cũng đã vẽ xong nãy giờ. Sau khi vẽ xong bàn bên kia thì bàn tay này đã khô. Cái bước cuối cùng em mình bỏ cái thấp treo lên nè các bạn. Đây em mình bỏ cái thấp treo lên, em mình cho hơn nữa là em mình đã hoàn thành xong bốn mình vẽ cho cô khách nha. Bây giờ em mình xin kết thúc cái video này tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ em mình nha các bạn, để không bỏ lỡ những video mới. Em mình thân ái chào các bạn.